Tập 11. Con biết là mẹ bắt cha mặc thế này. Con nhìn xem, nhìn có ra cái thể thống gì không? Ông nói vậy là sao? Tôi rất thích bộ đồ này. Tôi biết tại sao bà thích rồi. Ngày bà xuất giá, lúc bái đường, tôi đã mặc bộ đồ này. Cũng may ông còn nhớ đấy. Sao tôi có thể quên được chứ? Khắc cốt ghi tâm luôn đấy. Còn khoác lác nữa, tôi thấy ông gần như quên hết sạch rồi. Theo tôi thấy, ông làm những chuyện khác. Mới khắc cốt ghi tâm thôi. Cái bà già này, trước mặt con trai, sao bà cứ nói xấu tôi mãi thế? Sao đây? Không thể nói sao? Được rồi ạ. Cha mẹ đừng có cãi nhau nữa. Con thấy, cha mặc bộ đồ này rất đẹp đấy. Đúng vậy. Cha cũng cảm thấy mình mặc bộ này rất đẹp. Ông, đúng thật là. Mẹ. Cũng ghê gớm đấy. Cha, cha nhìn xem con có ngầu không? Cha thấy thế nào? Ngầu lắm. Dáng vẻ rất hiên ngang. Nhìn con đúng là. Sao thế cha? Giống con trai của cha. Cha muốn có con trai đến phát điên rồi hả? Đồ phong kiến. Không thể nói như vậy. Con gái hay con trai đều tốt cả. Không phải cũng là con sao? Không đúng sao? Rất đúng. Con phải nói. Cha, không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi. Cha hỏi con. Con ngồi xuống trước đi. Hôm nay con cùng cha đến chỗ tên họ Hùng đó dự tiệc. Có sợ không? Không sợ. Không sợ thật sao? Con có cái này rồi. Con mang theo súng của cha để làm gì? Lưu Bang đi Hồng Môn Yến. Con dẫn theo Phàn Khoái làm cận vệ. Cha đến chỗ tên họ Hùng đó dự tiệc. Con sẽ làm cận vệ cho cha. Con biết bắn súng sao? Cái này đã là gì đâu chứ? Cha, cha yên tâm đi. Vào thời khắc quan trọng, con nhất định sẽ bảo vệ cha. Chúng ta đi thôi. Cha, có phải cha lại gì chứ? Cha có cần tranh thủ thời gian làm vài điếu không? Cha bỏ rồi. Bỏ rồi sao? Bỏ rồi. Muốn bỏ thì cũng phải từ từ. Nếu không cơ thể sẽ chịu không nổi đâu. Có gì mà không chịu nổi chứ? Cha nhìn xem. Có phải cha lại đến cơn nữa rồi không? Tất cả là tại con. Cha đã bỏ rồi. Con đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Có được không? Được rồi. Con không nói nữa. Kẹo trái cây đâu? Kẹo trái cây này thật sự có tác dụng đấy. Kẹo trái cây này mua ở đâu vậy? Mua gì? Còn mua ở đâu được chứ? Là bác sĩ kê cho. Rất đắt đấy. Con xem thử nào. Mẹ à, cha mẹ bị lừa rồi. Bị lừa rồi ư? Bác sĩ đó đã thêm bột trắng vào kẹo trái cây này. Bột trắng sao? Chính là A Phiến đấy. Vậy không phải tôi cai được nha Phiến thì lại nghiện A Phiến sao? Đã nghĩ ra cách chưa? Rốt cuộc phải làm thế nào? Nói đi chứ. Khách sắp đến hết rồi. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Xử hết. Ngay cả cô tiểu thư họ Bùi đó cũng xử luôn một lượt. Được. Đến hai cha con Nguyễn ra đó cũng xử luôn. Chỉ giữ lại Dương tiểu thư thôi. Lữ đoàn trưởng, ngài chỉ biết mỗi Dương tiểu thư thôi. Tôi sợ ngài sẽ làm bừa mất. Vậy phải làm sao? Theo tôi thấy, chỉ có thể xử một già một nhỏ thôi. Người nhỏ là ai vậy? Yên tâm đi. Tất nhiên là không phải Dương tiểu thư của ngài rồi.
Dương tiểu thư cũng đến. Còn không mau chuẩn bị diễn văn khai tiệc đi. Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Mời, mời vào. Xin mời. Các vị, lần này bởi vì chuyện của bà già súng đôi đã làm cho hai bên quân đội và chính khách hiểu lầm nhau, dẫn đến không đoàn kết. Cười cái gì mà cười, tôi cũng đâu có nói sai. Lữ đoàn trưởng, nếu như ngài đã cầm giấy rồi thì cứ theo đó mà đọc đi. Đúng, đúng vậy, cứ đọc theo thôi. Các vị à, để bày tỏ tấm lòng của lữ đoàn trưởng hùng tôi đây, hành quyết giải quyết, giải quyết cái gai của quân đội. Cười cái gì mà cười, chắc gì chữ biết tôi mà tôi phải biết chúng. Lữ đoàn trưởng Hùng, ngài cứ đọc như vậy, đồ ăn của chúng tôi sẽ nguội mất. Theo tôi thấy lời chào mừng này của ngài hay là khỏi đọc đi. Quân đội một nhà đều là người của chúng ta, cũng không cần phải hình thức thế đâu. Ông nói đúng, đúng, đúng lắm. Đỡ phải làm tôi líu hết cả lưỡi. Tôi kính mọi người ba ly, tôi xin uống cạn trước. Nữa đi. Xin uống cạn trước. Lữ đoàn trưởng Hùng, các vị trưởng bối và các bạn hữu đang ngồi ở đây, vì để tỏ lòng cảm ơn ông vì đã tổ chức một bữa tiệc long trọng thế này, tôi thay mặt cha tôi kính ông một ly. Được, tốt quá rồi. Dương tiểu thư uống một ly, tôi uống ba ly. Lữ đoàn trưởng, rượu của ngày hôm nay Dương tiểu thư không thể uống thay. Tại sao không thể uống thay? Không được tức là không được. Không thể uống thay. Đúng, đúng vậy, không thể uống thay. Các vị, hôm nay là tiệc rượu gắn kết quân đội và chính trị, huyện trưởng Dương phải tự mình uống. Được, tôi uống. Bùi tiểu thư là khách quý đặc biệt nhất hôm nay, tôi đặc biệt kính cô một ly. Là khách mời, tôi nên uống ly rượu này. Nhưng đại đội trưởng Phùng cho tôi hai chữ đặc biệt này, không phải ly rượu hôm nay là nhắm vào tôi đấy chứ. Hồng Mẫn, không cần phải nghiêm túc như vậy. Tôi chỉ là... Không sao, không sao cả. Con người tôi cũng thích nói đùa mà. Đúng rồi, đại đội trưởng Phùng, lấy bảo bối của tôi ra đây. Hôm nay tôi vui nên muốn chia sẻ với mọi người. Vâng. Đến rồi. Mọi người xem, đây là bảo bối mà tôi nói, để mọi người mở mang kiến thức. Tôi còn tưởng trân châu mã não gì, hóa ra là một bình rượu. Rượu.
Bình rượu này dùng nhân sâm ngàn năm ở núi Trường Bạch, sau đó dày công ủ trong mấy chục năm mới ra bình rượu thượng hạng này đấy. Năm đó cha tôi lâm bệnh nặng, gần như là sắp chút hơi thở cuối cùng rồi. Tôi cho ông ấy uống một ly. Mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra? Mất rồi. Thông minh. Tôi rất thích người thông minh như cô đấy. Có điều, ông ấy sống thêm mười mấy năm nữa mới mất. Nếu rượu này đã tốt như vậy, tôi uống một ly trước rồi tính sau. Đừng động vào. Cái gì mà đừng động vào chứ, có bom sao? Rượu ngon, rót cho tôi một ly nào. Dương tiểu thư muốn uống rượu, tôi sẽ đích thân rót. Cậu Lữ đoàn trưởng, rót rượu không phải là việc của ngài, hay là cứ để tôi đi. Huyện trưởng Dương, lần này vì chuyện của bà già sống đôi, giữa tôi và ông có chút hiểu lầm. Lữ đoàn 47 chúng tôi đã đắc tội rồi. Tôi thay mặt lữ đoàn trưởng kính ông một ly. Phim được dịch, thuyết minh Bùi tiểu thư tại Yfim TV. Trong chuyện này cô cũng bị đổ oan, phải bị oan ức, chịu nhiều thiệt thòi. Tôi cũng kính cô một ly. Mời, xin mời. Đại đội trưởng Phùng, tối hôm nay đã vất vả như vậy rồi. Ly rượu thứ nhất này, tôi kính đại đội trưởng Phùng. Đại đội trưởng Phùng, mời. Bùi tiểu thư, rượu này quý như vậy, sao tôi có thể uống được chứ? Đại đội trưởng Phùng, không nể mặt tôi rồi. Có độc. Lữ đoàn trưởng Hùng, rốt cuộc là chuyện gì thế? Nhất định là bà già súng đôi làm rồi. Bà già súng đôi hạ độc tôi. Không thể nào. Tôi nghĩ nhất định là bà già súng đôi phái người lẻn vào nội bộ của chúng ta. Kế hoạch ban đầu là hạ độc lữ đoàn trưởng. Đúng vậy, chính là tên lính cần vũ bưng rượu đó. Kế hoạch ban đầu của hôm nay là hắn sẽ rót rượu, nhưng hắn không ngờ tới hôm nay tôi mới là người rót rượu. Đúng vậy, nhất định là hắn rồi. Người đâu? Có, bắt tên lính cần vũ đó rồi xử ngay. Vâng. Huyện trưởng Dương, để ông hoảng sợ rồi. Bùi tiểu thư, bà già súng đôi này cũng lớn gan thật đấy. Đúng, đúng vậy. Lữ đoàn trưởng Hùng, quân đoàn trưởng đã nhấn mạnh rồi, phải bí mật xử hắn. Thì tôi đang bí mật làm mà. Đó gọi là bí mật sao? Ông làm như vậy chi bằng trực tiếp xử hắn luôn cho rồi. Vậy cần gì phải động đến ông ta chứ? Bởi vì đây là ý của bên phía Nam Kinh. Hóa ra ông già họ Dương đó đắc tội đến cả lão Tưởng ở Nam Kinh luôn rồi. Ông ta xong đời rồi. Chuyện lạ. Đúng là chuyện lạ. Không ngờ bà già súng đôi thế mà lại dám phái người xâm nhập vào lữ đoàn 47. Trời ơi, thật sự nguy hiểm như vậy à? Ngang nhiên hạ độc. Hạ độc trong rượu đấy. Hạ độc ai thế? Người mà bà già súng đôi căm ghét nhất là ai? Tất nhiên là tên hùng chó lữ đoàn trưởng Hùng đó rồi. Nhưng rượu độc này
Suýt nữa thì đầu độc. Bùi tiểu thư và huyện trưởng Dương đó. Hai người họ bây giờ thế nào rồi? Xem bà sốt ruột chưa kìa. Tôi nói là suýt nữa. Chính là cách xa vạn dặm nữa. Vân Nhi, muộn như vậy rồi, sao cha còn dọn dẹp đống sách này thế? Ngày mai tìm hai người hầu, bảo bọn họ đến giúp cha. Không cần đâu, chân tay vụng về, đến lúc đó lại làm hỏng nữa. Vậy con sẽ giúp cha, con đừng đụng vào, đừng có đụng vào. Con mà làm rối hết cả lên, thì sau này cha lại khó tìm. Đồ của mình, thì mình mới biết rõ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Vậy con chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn thôi. Vân Nhi, bữa tiệc hôm nay của Hùng Chiến, con cảm thấy thế nào? Lúc đầu con cảm thấy rất sợ hãi, nhưng sau đó cảm thấy rất thú vị. Cái gì? Rất thú vị. Suýt nữa thì cha mất mạng rồi. Cha, có liên quan gì đến cha đâu? Vân Nhi à, sao con mãi không chịu lớn thế? Nếu còn lanh lợi được một nửa hồng mẫn thôi thì cha cũng yên tâm rồi. Lại sao nữa thế? Lẽ nào con không nhìn ra là đang nhắm vào cha sao? Không phải chứ. Không phải sau đó bọn họ nói là bà già súng đôi muốn đầu độc tên Hùng Chiến đó sao? Bà già súng đôi có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy sao? Hồng Mẫn à, cháu về nhà làm gì chứ? Bác gọi Gia Lâm cho xe đến đón mẹ cháu qua đây, không phải là được rồi sao? Mẹ nói đúng đấy. Con người của mẹ cháu không quen sống ở nhà người khác. Bà ấy ở nhà anh họ của cháu có mấy ngày thôi, mà lúc trở về cảm thấy không được khỏe. Đúng vậy, lão phu nhân vừa về nhà đã bệnh rồi, đặc biệt bảo tôi nhắn tiểu thư trở về. Cháu ra ngoài lâu như vậy, cũng nên về chăm sóc bà ấy rồi. Sao thế? Sắp về nhà rồi à? Đúng vậy, Hồng Mẫn nhất quyết muốn về. Tôi nói đón mẹ con bé qua đây mà con bé không chịu. Có phải nhà của bác tiếp đãi không chu đáo không? Không phải đâu ạ. Lần này cháu trở về đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mẹ cháu không chịu được đâu. Hơn nữa, mẹ cháu vẫn luôn hy vọng cháu có thể ở bên cạnh bà ấy nhiều hơn. Vậy thì cháu nên về nhà xem thế nào. Mẹ à, cứ để Hồng Mẫn đi đi. Hồng Mẫn à, trước khi đi, có phải là nên nói lời tạm biệt với Ngọc Vân không? Được thôi. Chuyện hôn sự của Gia Lâm cứ để nó tự quyết định thì tốt hơn. Chúng ta là người từng trải, đã thấy rất nhiều bậc cha mẹ vì hôn sự của con cái mà làm mọi chuyện rối tung cả lên. Một số người trẻ thì bỏ nhà đi, chính bởi vì sự ép buộc của cha mẹ trong vấn đề hôn nhân đấy. Ý ông là tôi đang ép buộc Gia Lâm hả? Tôi không có ý đó. Nhưng mà tôi cũng không lo lắng. Gia Lâm của chúng ta tuyệt đối không thể nào bị ép vào Đảng Cộng sản được. Vậy ý ông là sao? Theo tôi thấy, Dương Ngọc Vân, con gái nhà họ Dương, càng thích hợp hơn. Vừa nhìn đã biết là một cô gái đoan trang hiền thục rồi. Hồng Mẫn tốt hơn nhiều. Bà không hiểu đâu, Ngọc Vân là một cô gái vừa dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ông dám ăn nói sằng bậy. Tôi không nhìn thấy con bé mạnh mẽ ở đâu cả. Đôi mắt của người bình thường không thể nhìn ra được đâu. Vậy mắt của ông là mắt thần à? Cũng không đến nổi là mắt thần gì. Nhưng mà sống chung với bà nhiều năm như vậy, theo tôi thấy tính cách của bà là thuộc loại cứng đầu mạnh mẽ. Vậy tại sao ông còn muốn lấy tôi? Đó là bởi vì tôi yêu bà. Chút mạnh mẽ đó của bà là thứ mà tôi thích nhất đấy. Ôi trời ơi, cái ông già thối tha này.
Được rồi, đã đến cổng thành rồi. Hai người đừng tiễn nữa, mau trở về đi. Gửi lời hỏi thăm đến bác gái giúp tôi. Nhất định rồi, cảm ơn nhé. Hồng Mẫn à, quên nói với cô, cha tôi sắp điều đến Trùng Khánh rồi. Tôi sợ sau này chúng ta không được gặp nhau nữa. Cô nói gì vậy chứ? Cũng đâu phải cô đi đến chân trời góc biển, Trùng Khánh cũng gần thôi mà. Chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi. Hơn nữa, có thể gặp lại nhau hay không còn phụ thuộc vào duyên phận nữa. Thôi được rồi, tạm biệt tại đây. Cô phải cẩn thận đấy. Nhất định rồi, cô cũng bảo trọng đấy. Tạm biệt. Hai người trở về đi. Đi thôi. Lần này con về, mẹ con lại gieo rắc vào đầu con những tư tưởng đó đúng chứ? Nghe lời bà ấy, dỗ dành và làm cho bà ấy vui là điều nên làm. Nhưng những gì bà ấy nói không thể làm theo được. Những gì con đối diện trong hôn nhân, nó vượt xa phạm trù của hôn nhân đấy. Người con gái như Hồng Mẫn đúng là rất tốt. Nhưng cha không có cách nào nhìn thấu con bé đó hết. Giống như ngắm hoa trong sương mù, không lãng mạn như vậy đâu. Vậy thì chính là chẳng rõ hình dáng thật của Lư Sơn chứ gì nữa. Nếu con bé thật sự là người của bên đó, thế mà lại dám ngang nhiên phô ra như vậy, thì con bé đó đúng là quá gan dạ. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ con bé nắm chắc được điều này. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người trí dũng song toàn đều như vậy cả. Táo bạo trong thận trọng, thận trọng trong táo bạo. Cha há miệng ra nào. Sao đây? Cha lại ăn kẹo trái cây đó nữa hả? Ý con là sao? Con cảm thấy suy nghĩ bây giờ của cha tích cực hơn bao giờ hết. Đây gọi là gừng càng già càng cay. Nếu không thì sao cha có thể làm cha của con được kia chứ? Nhưng mà trong mắt con, cô ấy vẫn là Hồng Mẫn của lúc còn đi học đó. Đó chính là tác hại của tình yêu. Cho dù người đàn ông thông minh đến đâu, một khi đã dính vào cũng sẽ trở nên ngu ngốc thôi. Nó giống như việc hút thuốc lá vậy. Xem ra con phải đến nhà Hồng Mẫn một chuyến rồi. Theo thông tin từ Trùng Khánh gửi đến, bây giờ đã điều tra rõ ràng rồi. Nguyễn Gia Lâm đến đây là có hai mục đích. Thứ nhất là mục đích công khai, điều tra vụ án nộp tiền bảo lãnh. Điều này làm chúng ta mất cảnh giác. Trên thực tế, bọn họ là muốn tiến hành bao vây khu vực Tứ Xuyên, Thiểm Tây của chúng ta. Hắn đến là để bố trí và vây quét đội du kích ở núi Hoa Dinh. Đầu tiên là truy bắt bà già Súng Đôi. Thứ hai là hắn đến để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Đó chính là ám sát huyện trưởng Dương. Đảng chỉ thị chúng ta, ông Dương Chí Trường là nguyên lão của hội đồng minh, có sức ảnh hưởng lớn ở địa phương, đã giúp chúng ta rất nhiều lần. Phản ứng của nội bộ Quốc dân đảng cũng rất quyết liệt, rất có thể lệnh ám sát đến từ Nam Kinh. Cho nên chúng ta phải nghĩ mọi cách đánh bại âm mưu ám sát này.
Sao cậu không nói gì? Chỉ cần cô trà trộn vào Nguyễn Gia một lần nữa, chú ý đến Nguyễn Gia Lâm, tiếp tục tìm kiếm bản đồ liên lạc, loại bỏ tai họa ngầm mới có thể bảo vệ an toàn của đảng được. Mặc dù Nguyễn Gia Lâm đã bắt đầu nghi ngờ cô, nhưng hiện giờ có thể thấy được, trước khi hắn tìm thấy đầy đủ bằng chứng thì hắn sẽ không ra tay đâu. Rất có thể hắn cũng đang tìm kiếm thứ gì đó, bao gồm cả người xung quanh huyện trưởng Dương. Lần này đi nhớ chú ý an toàn, lợi dụng mẹ của Gia Lâm thích cô để tiến hành kế hoạch. Mẹ à, đây là ý của ai vậy? Tất nhiên là mẹ rồi. Cái này có thích hợp không? Có gì mà không thích hợp chứ? Chúng ta đi cầu thân, không có bà mối, nhưng cũng phải có xính lễ chứ. Đây là điều mà gia đình giàu có như chúng ta chú trọng nhất đấy. Được, nghe theo mẹ hết. Vậy mới là con trai ngoan của mẹ chứ. Chào bác gái ạ. Ngọc Vân đấy à? Ngọc Vân, Gia Lâm, cậu muốn ra ngoài sao? Đi Song Hà có chút việc, nhân tiện thăm Hồng Mẫn luôn. Không phải là cậu đi cầu thân đấy chứ? Đúng vậy, đúng như vậy. Vậy thì tốt quá rồi. Thực ra, cậu nên làm như vậy lâu rồi. Hai người xứng đôi biết bao nhiêu. Nói hay lắm. Cô tìm tôi có việc gì thế? Không có chuyện gì cả, chỉ là tiện đường qua đây thôi. Cậu có việc thì mau đi đi. Được, vậy tôi đi trước nhé. Thượng Lộ Bình An. Phim được dịch, thuyết minh. Bác gái à, cháu xin phép về trước. Cháu cảm thấy không được khỏe, lần sau cháu sẽ lại đến thăm bác. Cháu về đi, cháu đi thong thả nhé. Nếu như rước được Ngọc Vân và cả Hồng Mẫn, vậy thì tốt rồi. Bây giờ cậu trực tiếp đi đi. Đã hiểu. Vâng. Buổi tối cứ trực tiếp đưa xính lễ đến nhà Bùi tiểu thư. Đã hiểu. Đi theo tôi. Trên tờ thông báo đó không phải đã viết rõ ràng và minh bạch rồi sao? Vấn đề là hắn đến để làm gì? Làm gì hả? Khi bà già súng đôi hoạt động mạnh mẽ và thường xuyên như thế thì nơi nào bọn họ cũng phải tới hết. Đúng vậy. Thảo nào, tôi đã nói rồi mà, một quan lớn như vậy đến đây để làm gì chứ? Còn không phải là vì bà. Nhưng tôi lại nghe nói thanh tra viên đến là để cầu thân Bùi tiểu thư đấy. Quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Bọn họ không đến thì chúng ta sẽ tự ăn bữa tiệc này. Mặc kệ đi, chúng ta ăn thôi. Cậu, tôi là Nguyễn Gia Lâm. Quan lớn đấy à? Tất cả chúng tôi đều đến cổng thị trấn để đón cậu đấy. Nhưng không ngờ cậu lại. Tôi không thích phô trương. Các người sợ bà già súng đôi, không biết tôi đến sao. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào trong thôi. Quân đoàn trưởng nhận được mệnh lệnh từ Nam Kinh, sẽ lập tức tổ chức tiêu diệt cộng sản ở phía Bắc Tứ Xuyên. Huyện của mọi người là cửa chính của Trùng Khánh dẫn đến vùng cộng sản, cho nên tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Công việc cụ thể của đội chống cộng chính là thanh tra và tiêu diệt bà già súng đôi. Ông trời có mắt, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này rồi. Đúng là ý trời mà.
mà đã là ý trời thì không thể làm trái. Nào, chúng ta mời các thành viên của đội chống cộng một ly nào. Được, cạn ly. Cạn ly nào. Cho nên, quân đội ra lệnh cho các anh mở rộng đội phòng thủ, phối hợp với lữ đoàn 47, thực hiện chiến lược bảo giáp. Lần này, nhất định phải tiêu diệt được bà già súng đôi. Nếu không bắt được bà ta, khó tránh khỏi việc dân chúng phẫn nộ. Lần này đến bọn thổ phỉ cũng sợ bà ta. Có ai từng gặp bà ta chưa? Gặp rồi. Tôi từng gặp rồi. Tóc trắng bạc phơ, lông mày thì đỏ, còn mắt thì xanh. Ông Lưu, phim được dịch, thuyết minh, không phải ông đã từng nói tóc của bà già súng đôi màu đỏ sao? Sao giờ lại biến thành tóc trắng rồi? Hôm nay nói đến đây thôi. Tôi nên đi rồi. Không được. Cậu đã nói rất nhiều, nhưng tôi còn chưa nói suy nghĩ của tôi mà. Phục Quyên, lúc đầu tôi đã nói, đây là ý kiến cá nhân của tôi, không hề đại diện cho tổ chức. Có gì khác nhau sao? Nói chung là bây giờ chưa thể ra tay với anh ta. Hữu Thiên, tôi rất mong cậu ủng hộ ý kiến của tôi, giúp tôi nghĩ cách. Tên vô lại Nguyễn Gia Lâm này, nếu như tôi gặp hắn lần nữa, thì tôi sợ tôi không thể kiểm soát bản thân. Tôi còn ghét hắn hơn cô nữa. Hay là cậu hãy dùng thân phận lãnh đạo của mình lên tiếng đi. Tôi nói với cô lần nữa, bây giờ không thể diệt trừ hắn. Là Gia Lâm sao? Bác gái, muộn như vậy rồi mà vẫn làm phiền bác. Là Nguyễn Gia Lâm. Không phải cậu nói ngày mai hắn mới đến sao? Đúng vậy. Nhưng không ngờ bây giờ hắn lại đến. Hắn từng nói, kể từ lúc rời khỏi Tiên Lạc Cư, thì tôi và hắn sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Hữu Thiên, nếu mà như vậy thật, thì kế hoạch sau này của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Cậu mau trốn đi. Mau lên. Không phải cháu nói ngày mai mới đến sao? Cháu sợ ngày mai có việc đột xuất. Vậy cháu vào trong nhà ngồi đi. Vâng. Hồng Mẫn đâu rồi ạ? Cháu vào đi, vào trong ngồi trước đã. Hồng Mẫn, sao cậu lại đến đây? Tôi muốn đến thăm cô sớm hơn. Gia Lâm,
Bác nấu canh trứng cho hai đứa nhé. Cảm ơn bác. Đến phòng khách ngồi đi. Hay là cứ ngồi ở đây đi. Tôi muốn ngồi riêng với cô ở đây một lát. Tôi đến thăm cô muộn như vậy, cô không để tâm chứ? Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là do mẹ tôi hối thúc tôi nhanh chóng thưa chuyện của hai chúng ta với bác gái. Cô sao vậy? Phim được dịch, thuyết minh. Tôi không sao cả. Tại Yifim TV. Đây là ý của mẹ tôi. Tất nhiên là tôi cũng muốn biết cô nghĩ như thế nào. Bác nấu canh trứng xong rồi. Hai đứa mau ra ăn đi. Mau đi ăn thôi. Xong rồi đây, mau ăn đi, cháu rất thích ăn canh trứng mà bác làm. Mẹ à, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. Cứ ăn tự nhiên đi nhé. Cậu mau ăn đi. Cũng muộn rồi. Tôi phải về đây. Vậy để tôi tiễn cậu. Đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt. Gia Lâm, có phải là lần này tôi nên gọi cậu là Tống Hữu Thiên rồi không? Mấy ngày trước tôi mời cậu đến Tiên Lạc Cư uống rượu. Thứ nhất là nể tình hai chúng ta là bạn học cũ. Thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, là vì tôi tôn trọng phẩm giá của cậu. Nhưng hành động hôm nay của cậu chứng minh là tôi đã sai. Cậu đã không còn là Tống Chí lúc còn đi học nữa rồi. Đột nhiên tôi phát hiện cậu trở nên rất tầm thường. Cậu có thể có cái nhìn mới về người bạn cũ này cũng là một chuyện tốt, đặc biệt là khi phát hiện ra sự tầm thường của họ. Cậu còn là một tên tiểu nhân bị ổi, ích kỷ, tham lam, vô liêm sỉ. Trước giờ cậu luôn xem chuyện nhục mạ người khác là chuyện không ra gì, mà sao bây giờ cậu cũng bắt đầu trở nên như vậy rồi? Nếu như cậu vẫn tiếp tục dụ dỗ Hồng Mẫn đi theo con đường của cậu, cô ấy có quyền được lựa chọn. Cậu đừng quấy rầy cô ấy nữa. Lẽ nào cậu không biết lần này tôi đến đây là để làm gì sao? Tôi mong cậu tự thu xếp ổn thỏa. Tôi mong cậu mau biến khỏi đây. Đừng ở đây gây thêm phiền phức nữa. Tầm nhìn hạn hẹp. Chẳng lẽ tầm nhìn quân tử của Đảng Cộng sản các người là đi cướp thứ người ta thích? Cậu nghĩ hai chúng ta giống nhau sao? Nhưng cậu cứ liên tục quấy rầy cô ấy. Tôi mong sau này các người đừng để tôi bắt gặp nữa, có được không? Kể từ ngày mai, những chuyện từng xảy ra giữa chúng ta đều sẽ kết thúc. Tương lai của các người sẽ bị hủy hoại trong tay tôi. Thứ bị hủy hoại thật sự chính là những kẻ mà chuyện ác nào cũng có thể làm. Cứ đợi đó đi. Nếu như cậu muốn lấy nó ra làm điều kiện để tôi không nổ súng, vậy thì cậu nhầm to rồi. Tống Hữu Thiên, xem như hôm nay tôi gặp phải đối thủ đi. Nhưng cậu có thể bắn tôi từ phía sau đấy. Cậu yên tâm đi.
Chỉ có tiểu nhân mới làm vậy thôi. Tối qua hai đứa đã làm gì vậy? Mẹ à, không có chuyện gì cả.